80% của cuộc sống là thất bại. Nhưng mà cái may mắn là cái sau cái thất bại người ta thường thường người ta thành công. Thế thì có bạn hỏi thầy, ông ạ, nếu mà sau khi thất bại mà chúng ta buông tay luôn rồi, rồi chúng ta không còn thấy một cái lý do gì để mà mình có thể lạc quan được nữa, thì chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Thế bảo thế cho nó thất bại luôn này. Bởi vì khi mà chúng ta xuống hố rồi, chúng ta xuống đến thấp nhất có thể rồi, thì lúc đó đó nó có một cái điều nó xảy ra, đó là chúng ta mới lập lại được cuộc đời. Và tại sao thế nhỉ? Đó là tại vì rằng là khi mà chúng ta xuống thấp nhất rồi đó, thì lúc đó đó tự nhiên trong con người của mình nó có một cái sự động viên, nó có một cái tự ái, nó vùng dậy, nó bảo mình không thể nào để mình như thế này được. Thế trái lại mình cứ nửa nạc nửa mỡ mà, tức là thất bại một tí nhưng mà vẫn muốn thành công một tí, rồi pha thất bại lẫn thành công, và pha thành công lẫn thất bại, chúng ta không đi đâu được, cứ cho nó thất bại luôn, thất bại luôn, xong rồi nằm, nó gọi là nằm gai nếm mật đấy. Và chúng ta cứ nằm gai nếm mật, và đến khi mà nằm gai và đã đau rát cả lưng rồi, lúc đó chúng ta vùng dậy. Bà đã, thầy đã vùng dậy đến cả 10 lần rồi, bởi vì thầy đã thất bại 10 lần. Và cái vùng dậy mà sau khi thất bại đó, thì mình lúc đó mình mới cảm nhận được cái hạnh phúc bao la, cái phúc sâu đậm khi mình thành công trở lại sau một cái cuộc thất bại có thể nói là thảm thương. Các bạn ạ, hãy lạc quan nhé.